Trưa nay Út xin chuẩn bị món lóc lang nha cả nhà ơi, chuối, đào, khế, xài đu đủ non. Đây cả nhà ơi, món này rất 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 ngon nha. Mắm, có mắm 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 guốc nữa nè, mắm sợi gừng, tôi gọi mắm sợi gừng. Dắt trưa mình quẩn quẩn mình ăn cái này vô cũng ngon.